Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Đây là Đài Phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 28 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ trình bày với quý vị dư âm cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Ireland. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại hành trình ơn gọi của Sơ Clara Crockett từ ngôi sao truyền hình người Ireland trở thành nữ tu. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài bản chất của ơn cao minh. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức. Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi giới báo chí tôn trọng nguyên tắc coi người bị cáo là vô tội cho đến khi tòa kết án chung kết. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho giới báo chí cùng đi với Ngài trong chuyến bay tối Chủ nhật 26 tháng 8 vừa qua khi từ Dublin, Ireland trở về lại Roma một ký giả hỏi tại pháp có một linh mục yêu cầu đức hồng y barbaran tổng giám mục lyon hãy từ chức vì bị cáo buộc là bao che các linh mục bị cáo lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên đức thánh cha nghĩ sao ngài đáp nếu có những ngờ vực với bằng chứng hoặc bằng chứng một nửa thì tôi không thấy có gì là xấu khi thực hiện một cuộc điều tra và luôn luôn cần tiến hành theo nguyên tắc cơ bản về pháp luật không ai bị coi là xấu nếu người ta không chứng minh được điều đó. Bao nhiêu lần người ta bị cám dỗ, coi ngay người bị cáo là người có tội, như một số cơ quan truyền thông vẫn làm. Không phải quý vị ở đây. Cách đây 3 năm, tại Granada, bên Tây Ban Nha, xảy ra một vụ nhóm 7 8 linh mục bị cáo là lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và tổ chức những vụ liên hoan dâm dục Tôi đã nhận được lời cáo buộc này trong một thư do một người trẻ 23 tuổi viết. Đức tổng giám mục Granada đã làm tất cả những gì phải làm và vụ này được đưa tới cả tòa án dân sự. Các linh mục ấy đã bị báo chí kết án, người ta tạo nên một bầu không khí thù nghịch và oán ghét đối với các linh mục ấy và họ đã phải chịu đau khổ, tủi nhục nhưng kết luận là tòa án nhìn nhận các linh mục ấy là những người vô tội và kẻ tố cáo bị kết án phải trả án phí. Và Đức Thánh Tre nói với các ký giả rằng, công việc của các bạn thật là tế nhị. Các bạn đưa tin nhưng không luôn luôn coi người bị cáo là vô tội theo luật pháp cho đến khi họ bị kết án và đừng coi họ là người có tội trước khi có án lệnh chung kết trong cuộc phỏng vấn một ký giả hỏi đức thánh cha về vụ bà Mary Collins người Ireland vốn là một nạn nhân bị lạm dụng tình dục bà kêu gọi thành lập một tòa án đặc biệt tại Vatican để xét xử về trách nhiệm của các giám mục trong các vụ lạm dụng tại sao như vậy đức thánh cha đáp không phải như thế tôi rất quý trọng bà Collins câu hỏi này có liên hệ đến tự sát như một bà mẹ yêu thương tôi đã ban hành trong đó có nói rằng để xét xử giám mục thì nên lập một tòa án đặc biệt và rồi người ta thấy việc thành lập một tòa án ở vatican để xử các giám mục là điều không thể thực hiện được và cũng không thích hợp lý do vì các giám mục thuộc các nền văn hóa khác nhau ở các nước khác nhau vậy thì phải làm sao quyết định là thành lập một ban thẩm phán về vấn đề này để xử mỗi giám mục khi cần xét xử một giám mục thì Đức Giáo Hoàng thành lập một ban thẩm phán tốt nhất để xử giám mục ấy trong vụ ấy. Như vậy, tiến hành tốt đẹp hơn. Đã có những giám mục bị xét xử. Vụ mới nhất là Đức Tổng Giám mục Giáo Phận Guam. Vị này đã kháng án. Hiện nay có một vụ khác đang được xử và chúng ta chờ xem kết quả ra sao về vấn đề phá thai mới được đa số dân chúng ủng hộ trong cuộc trưng cầu dân ý hồi cuối tháng 5 vừa qua. Một ký giả hỏi Đức Thánh Cha xem Ngài cảm thấy thế nào về vụ này. Đức Thánh Cha đáp, về phá thai, các bạn đã biết tôi nghĩ gì? Đây không phải là một vấn đề tôn giáo. Chúng ta không chống phá thai vì lý do tôn giáo. Đó là một vấn đề nhân loại học về đặc tính luân lý của hành động loại bỏ một hữu thể đang sống để giải quyết một vấn đề về vấn đề đồng tính luyến ái đức thánh cha được hỏi xem ngài sẽ nói gì với một người cha khám phá thấy con của ông là một người đồng tính luyến ái đức thánh cha đáp tôi sẽ nói trước tiên ông hãy cầu nguyện chứ đừng lên án rồi đối thoại tìm hiểu dành cho con mình con trai hoặc con gái sau đó tùy tuổi khi sự đồng tính luyến ái được biểu lộ. Tôi không bao giờ nói im lặng là một giải pháp. Cố tình không biết đến người con mình, trai hoặc gái, đồng tính luyến ái là một sự lỗi bổn phận làm cha, làm mẹ. Ba là cha của con, mẹ là mẹ của con. Chúng ta hãy nói chuyện với nhau. Ba hoặc má không đuổi con ra khỏi gia đình. Juba, trung tâm của dòng tên trợ giúp người tị nạn ở Nam Sudan, đã bị các dân quân địa phương phá hủy. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi ngày 25 tháng 8 vừa qua cho biết trại tị nạn Maban thuộc bang Thượng Lưu Nilo do 8 tổ chức từ thiện quản trị, trong đó có dịch vụ dòng tên trợ giúp tị nạn, đã bị dân quân địa phương tấn công và phá hủy trong những ngày qua. Nhờ sự can thiệp của giáo hội địa phương, khu vực chính của dịch vụ dòng tên giúp tị nạn tránh được cuộc tấn công nhưng trung tâm Arupe, trong đó chuyên huấn luyện người tị nạn, thì đã bị hư hại nặng nề. Tại Nam Sudan, mặc dù có hiệp định hòa bình giữa chính phủ và phiến quân ký kết ngày 6 tháng 8 vừa qua, nhưng các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn. Hiệp định dự kiến phục hồi lãnh tụ phiến quân là ông Rick Macha trong một chính phủ đoàn kết quốc gia và để ông giữ chức vụ đệ nhất phó tổng thống. Ông này đã từng làm phó tổng thống nhưng sau đó bị Tổng thống San kia tố cáo là âm mưu đảo tránh hồi năm 2013 và từ đó nảy sinh cuộc xung đột giữa hai phe. Trong năm năm qua đã có hàng chục ngàn người bị thiệt mạng và 4 triệu 500 ngàn người phải tản cư sang vùng khác ở Nam Sudan hoặc là chạy sang các nước láng giềng như Ethiopia, Uganda và Sudan ở miền Bắc. Trong cuộc tấn công trại tị nạn Maban, các lớp học bị tàn phá, băng ghế, máy vi tính và ghế ngồi cũng bị phá hủy. Cuộc tấn công cũng đe dọa sinh mạng của các nhân viên. Sứ bộ Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan đã phải giúp di tản hơn 300 nhân viên của các tổ chức phi chính phủ trong vùng, kể cả 25 nhân viên của dịch vụ dòng tên trợ giúp người tị nạn. Istanbul, Tòa Thượng vụ Chính thống Constantinople ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định hoãn lại tới tháng 10 tới đây công nghị đã quyết định về việc công nhận quyền tự trị và độc lập của giáo hội chính thống tại Ukraine. Lẽ ra công nghị này sẽ nhóm từ ngày 9 đến 11 tháng 9 tới đây, nhưng được hoãn lại đến ngày 9 tháng 10 sắp tới và kéo dài 3 ngày. Có thể công nghị này sẽ tiến hành như dự kiến, nhưng không quyết định về vấn đề chính thống tại Ukraine. Từ lâu đây vẫn là một vấn đề nan giải, vì chính thống tại đây chia làm ba nhóm. Nhóm lớn nhất và hợp pháp là nhóm thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow và giáo hội này quyết liệt chống đối sự độc lập của chính thống Ukraine ngày 31 tháng 8 tới đây, Đức Thượng Phụ Bartholomeus, giáo chủ danh dự chung của chính thống giáo ở Constantinople, sẽ gặp Đức Thượng Phụ Kirin, giáo chủ chính thống Moscow tại Istanbul. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe trình bày về dư âm cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Ireland. kính thưa quý thính giả, tối Chủ nhật 26 tháng 8 vừa qua, máy bay Air Lingus của Ireland chở Đức Thánh Cha, đoàn tùy tùng và các ký giả đã đáp xuống phi trường Champino ở Roma lúc 10 giờ 44 phút, 15 phút sớm hơn so với chương trình dự định. Trong giai đoạn máy bay đáp xuống, Đức Thánh Cha đã được hai phi công mời vào phòng lái để theo dõi hoạt động này chuyến viếng thăm thứ 24 của Đức Thánh Cha tại hải ngoại lần này, cụ thể là 36 tiếng đồng hồ tại Ireland, tuy chủ đích nhắm thăng tiến sứ mạng của hôn nhân và gia đình theo tinh thần tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, qua ba ngày hội nghị thần học và lễ hội gia đình tối thứ Bảy 25 tháng 8 và thánh lễ bế mạc cuộc gặp gỡ vào sáng Chủ nhật các sinh hoạt bị ảnh hưởng lớn của vấn đề giáo sĩ lạm dụng trẻ vị thành niên. Thực vậy trong những ngày trước khi đức thánh cha lên đường, báo chí quốc tế nói thật nhiều về vấn đề lạm dụng, từ phúc trình của đại bồi thẩm đoàn bang Pennsylvania, Hoa Kỳ, cho tới lịch sử đau thương về vấn đề này trong giáo hội tại Ireland. Vì thế, lập trường của giáo hội về vấn đề lạm dụng đã được Đức Thánh Cha nhiều lần đề cập đến trong cuộc viếng thăm từ diễn văn đầu tiên trưa ngày 25 tháng 8 trước 250 người gồm chính quyền, các giới chức xã hội và ngoại giao đoàn cho đến cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với 8 nạn nhân bị lạm dụng diễn ra vào đầu buổi chiều cùng ngày thứ Bảy. Rồi trong cuộc kính viếng nhà thờ chính tòa của giáo phận Ireland tiếp đó, đức thánh cha quỳ cầu nguyện trước nhà tạm mình thánh chúa cho các nạn nhân cạnh cây nến sáng sáng chủ nhật trong buổi đọc kinh truyền tin với 45.000 tín hữu tại đền thánh đức mẹ nóc đức thánh cha cũng cầu nguyện cho các nạn nhân bị lạm dụng sau đó vào ban chiều đầu thánh lễ tại công viên phoenix trước sự tham dự của hơn nửa triệu tín hữu đông đảo các hồng y, giám mục và hơn 300 linh mục, Đức Thánh Cha đã thay nghi thức thống hối thông thường bằng những lời xin ơn tha thứ vì những tội lạm dụng. Đức Thánh Cha đã đọc bằng tiếng Tây Ban Nha văn bản mới được soạn và dịch ra tiếng Anh với nội dung như sau. Hôm qua, tôi đã gặp 8 người sống sót sau những vụ lạm dụng quyền bính, lương tâm và tính dục. Nghĩ lại những gì họ nói với tôi, tôi muốn trình bày trước lòng thương xót của Chúa những tội ác ấy và xin Chúa tha thứ. Chúng ta hãy xin ơn tha thứ về những vụ lạm dụng tại Ireland, lạm dụng quyền bính và lương tâm, lạm dụng tính dục từ phía những thành phần có chức vị của giáo hội. Đặc biệt, chúng ta xin tha thứ vì tất cả những vụ lạm dụng thuộc nhiều loại trong các cơ sở do các tu sĩ nam nữ và các thành phần khác của giáo hội điều khiển và chúng ta xin ơn tha thứ vì những vụ bóc lột sức lao động mà bao nhiêu trẻ vị thành niên phải chịu. Chúng ta xin ơn tha thứ vì những lần trong tư cách là giáo hội, chúng ta không tỏ ra cảm thông, tìm kiếm công lý, sự thật và những hành động cụ thể cho những người sống sót bất kỳ loại lạm dụng nào. Chúng ta hãy xin ơn tha thứ. Chúng ta hãy xin ơn tha thứ vì một số thành phần thuộc hàng giáo phẩm đã không đảm nhận trách nhiệm về những tình trạng đau thương này và im lặng chúng ta hãy xin ơn tha thứ chúng ta hãy xin ơn tha thứ vì những trẻ em bị tước đoạt khỏi mẹ các em và tất cả những lần người ta nói các thiếu nữ trẻ có con tìm cách kiếm tìm con của họ đã bị tách biệt họ hoặc nói những người con tìm kiếm mẹ rằng đó là tội trọng nhưng đó không phải là tội trọng như là giới răn thứ tư chúng ta ấy xin ơn tha thứ. Xin Chúa duy trì và làm gia tăng tình trạng tủi hổ và thống ối này. Xin ban cho chúng con sức mạnh để quyết tâm làm sao cho những điều ấy không bao giờ xảy ra nữa và công lý được thực thi. Amen. Sau thánh lễ tại công viên Phoenix, Đức Thánh Cha đã đến nữ tu viện Đa Minh Đức Mẹ Mân Côi và Thánh nữ Catarina Siena, ở Capra gần đó để gặp gỡ riêng hội đồng giám mục Ireland gồm các vị chủ tranh của 26 giáo phận họp thành 4 giáo tỉnh toàn quốc. Sau lời chào mừng của đức cha Eamon Martin, tổng giám mục Akma, chủ tịch hội đồng giám mục Ireland, Đức Thánh Cha đã khích lệ các giám mục trong sứ vụ chủ tranh, đặc biệt trong đó có những thách đố hòa giải và vượt thắng những khó khăn do những vụ lạm dụng tính dục gây nên Đức Thánh Cha nói, Cuộc gặp gỡ của chúng ta chiều nay nối tiếp cuộc thảo luận huynh đệ ở Roma hồi năm ngoái, nhân dịp anh em về Roma viếng mộ các thánh tông đồ. Trong các tư tưởng ngắn gọn đây, tôi muốn tóm tắt cuộc nói chuyện trước đây của chúng ta trong tinh thần cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới chúng ta vừa cử hành. Tất cả chúng ta, trong tư cách là giám mục, đều ý thức về trách nhiệm là cha đối với dân thánh trung thành của Thiên Chúa như những người cha nhân từ, chúng ta muốn khích lệ và soi sáng, hòa giải và hiệp nhất, và nhất là bảo tồn tất cả những thiện ích được truyền lại từ thế hệ này qua thế hệ khác trong đại gia đình là giáo hội tại Ireland. Vì thế, chiều nay, lời của tôi là lời khích lệ những cố gắng của anh em trong thời điểm thách đấu này để anh em kiên trì trong sứ vụ loan báo tin mừng và mục tử đoàn chiên của Chúa Kitô. Đặc biệt, tôi biết ơn vì sự quan tâm ân cần của anh em đối với những người nghèo, những người bị gạt bỏ và những người cần được giúp đỡ như lá thư mục vụ mới đây của anh em về những người vô gia cư và về sự nghiện ngập đã chứng tỏ. Tôi cũng biết ơn vì sự giúp đỡ của anh em dành cho các linh mục thuộc quyền, những đau buồn và nản chí của các linh mục vì những gì căng đan gần đây thường không được biết đến một đề tài thường được nhắc đến trong cuộc viếng thăm của tôi dĩ nhiên là chủ đề với sự lương thiện theo tinh thần tin mừng và can đảm giáo hội cần nhìn nhận những sai lầm quá khứ về việc bảo vệ các trẻ em và những người lớn dễ bị tổn thương trong những năm gần đây anh em trong tư cách là giám mục đoàn đã quyết liệt tiến hành không những thực hiện những hành trình thanh tẩy và hòa giải với các nạn nhân bị lạm dụng, nhưng còn cùng nhau ấn định nghiêm túc các quy luật nhắm bảo đảm an ninh cho người trẻ với sự trợ giúp của Ủy ban Quốc gia bảo vệ các trẻ em trong giáo hội tại Ireland. Trong những năm này, tất cả chúng ta đã mở mắt nhìn nhận sự trầm trọng và mức độ rộng lớn của nạn lạm dụng tính dục trong nhiều lãnh vực xã hội. Tại Ireland cũng như tại các nơi khác, sự lương thiện và thanh liêm qua đó giáo hội quyết định đương đầu với trang sử đau thương trong lịch sử của mình có thể là một tấm gương và là một lời nhắc nhở cho toàn thể xã hội. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, như chúng ta đã đề cập đến trong cuộc nói chuyện ở Roma, sự thông truyền đức tin trong sự trọn vẹn và tốt đẹp là một thách đố quan trọng trong bối cảnh xã hội biến chuyển mau lẹm cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới đã mang lại cho chúng ta niềm hy vọng lớn và khích lệ về sự kiện các gia đình ngày càng ý thức về vai trò không thể thay thế được trong việc thông truyền đức tin đồng thời các trường công giáo và các chương trình giáo dục tôn giáo tiếp tục giữ một chức năng không thể thay thế được trong việc kiến tạo một nền văn hóa đức tin và một cảm thức là môn đệ thừa sai tôi biết rằng đó là động lực chăm sóc mục vụ cho tất cả chúng ta, sự huấn luyện chân chính về tôn giáo đòi các giáo chức phải trung thành và vui tươi, có khả năng huấn luyện không những về trí tuệ nhưng cả về lòng yêu mến Chúa Kitô và thực hành việc cầu nguyện, sự chuẩn bị các giáo chức ấy và phổ biến các chương trình thường huấn là điều thiết yếu cho tương lai của cộng đoàn Kitô trong đó một hàng giáo dân dấn thân sẽ được kêu gọi nhiều hơn mang sự khôn ngoan và các giá trị đức tin của họ vào trong sự dẫn thân nơi các lãnh vực khác nhau của đời sống xã hội, chính trị và văn hóa của đất nước. Đức Thánh Trà cũng nói rằng, những đảo lộn trong những năm gần đây đã thử thách đức tin truyền thống mạnh mẽ của nhân dân Ireland nhưng chúng cũng là một cơ hội canh tân nội tâm của giáo hội tại đất nước này và chỉ dẫn những phương thức mới để trình bày cuộc sống và sứ mạng của giáo hội. Thiên Chúa luôn luôn mới mẻ và liên tục thúc đẩy chúng ta tái khởi hành và đổi chỗ để đi xa hơn những gì quen thuộc. Với lòng khiêm tốn và tin tưởng nơi ân thánh, anh em có thể nhận ra và đi vào những con đường mới cho thời kỳ mới mẻ này chắc chắn cảm thức thừa sai mạnh mẽ vốn ăn rễ sâu nơi tâm hồn dân tộc anh em sẽ gợi cho anh em những sáng kiến để làm chứng cho chân lý tin mừng và làm tăng trưởng cộng đồng các tín hữu trong tình yêu đối với Chúa Kitô và trong niềm hăng say làm cho nước Chúa được tăng trưởng. Trong những cố gắng hàng ngày để làm cha và mục tử gia đình của Thiên Chúa tại đất nước Ireland này, anh em luôn có thể được nâng đỡ nhờ niềm hy vọng dựa trên sự thật của lời Chúa Kitô và niềm xác tín chắc chắn về những lời hứa của Chúa. Trong mọi thời và mọi nơi, chân lý ấy làm cho chúng ta được tự do. Chân lý này có một sức mạnh nội tại để thuyết phục các tâm trí và dẫn đưa các con tim về với mình. Mỗi lần anh em và dân chúng của anh em cảm thấy mình là một đoàn chiên gặp phải những thách đố và khó khăn, xin đừng nản trí như Thánh Doan Thánh Giá đã dạy, chính trong đêm tăm tối mà ánh sáng đức tin chiếu sáng tinh tuyển hơn trong con tim chúng ta. Và ánh sáng ấy sẽ chỉ đường để canh tân đời sống đức tin tại Ireland trong những năm tới đây. Sau cùng, trong tinh thần hiệp thông giáo hội, tôi xin anh em tiếp tục thăng tiến tình hiệp nhất và huynh đệ giữa anh em, cùng với các vị lãnh đạo các cộng đồng Kitô khác, làm việc và sốt sáng cầu nguyện cho sự hòa giải và hòa bình giữa mọi thành phần của gia đình Ireland. Giả dạ từ các giám mục, Đức Thánh Cha đã ra phi trường quốc tế Dublin để trở về Roma. Trong chuyến bay dài hơn 3 tiếng đồng hồ, như thông lệ, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các ký giả tháp tùng và trả lời những câu hỏi do họ nêu lên Câu hỏi được chú ý nhất là chứng từ của Đức Tổng giám mục Carlo Vigano, 77 tuổi, nguyên là Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Quốc gia thành Vatican trước khi được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ từ năm 2011 đến khi về hưu năm 2016. Chứng từ của Đức Tổng giám mục Vigano dài 11 trang được báo chí đăng tải chiều ngày 25 tháng 8 trong đó Đức Tổng tố giác tình trạng bao che nơi các vị lãnh đạo giáo hội ở Mỹ và Vatican. Đức Hồng Y Macarit, 89 tuổi, bị tố cáo là đã có những hoạt động tính dục đồng phái với các chúng sinh. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã phạt vị Hồng Y này, nhưng hình phạt đó không được địa phương tiến hành. Theo Đức Tổng giám mục Vigano, Đức Thánh Cha biết những việc làm của Đức Hồng Y Macarit từ năm 2013, nhưng vẫn bao che và Đức Tổng giám mục Vigano kêu gọi Đức Thánh Cha từ chức để làm gương cho người khác. Trả lời câu hỏi của giới báo chí về phúc trình này, Đức Thánh Cha đã từ chối bình luận và mời gọi các ký giả hãy đọc kỹ lưỡng bán chứng từ đó và tự rút ra những kết luận. Đức Thánh Cha nói, tôi đã đọc bản thông báo của Vigano sáng Chủ nhật hôm nay. Thành thực tôi nói rằng, các bạn hãy đọc kỹ lưỡng và hãy tự đưa ra phán đoán. Tôi sẽ không nói một lời nào về văn kiện này. Tôi tin rằng chứng từ ấy tự diễn tả. Các bạn có khả năng báo chí đủ để rút ra những kết luận với sự trưởng thành nghề nghiệp của các bạn. Một ký giả nhắc đến sự kiện đầu buổi chiều thứ Bảy, Đức Thánh Cha đã gặp trong vòng 90 phút 8 nạn nhân đã từng bị giáo sĩ, tu sĩ lạm dụng tính dục. Trong số này có bà Mary Collins, người Ireland, từng là một nạn nhân và nguyên là thành viên Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Em, hai linh mục và bốn giáo dân. Một nạn nhân muốn ẩn danh. Ký giả ấy hỏi Đức Thánh Cha về kết quả cuộc gặp gỡ ấy. Ngài nói, có đề nghị tôi đưa ra là xin lỗi vào đầu thánh lễ hôm nay về những điều cụ thể. Ví dụ về những bà mẹ trẻ không chồng bị người ta tước đoạt con cái để cho người khác nhận làm con nuôi. Đó là điều tôi không biết. Đối với tôi, đó thực là điều đau lòng. Một ký giả khác hỏi. Trong lá thư Ngài gửi dân chúa, Đức Thánh Cha mời gọi tất cả các tín hữu tranh đấu, chống nạn lạm dụng. Vậy các tín hữu có thể làm gì Đức Thánh Cha đáp, Khi thấy có điều gì thì cần nói ngay, đó là điều dân chúa phải làm. Bao nhiêu lần các cha mẹ che đậy sự lạm dụng của một linh mục vì họ không tin con cái của họ, con trai, con gái, cần phải nói. Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại hành trình ơn gọi của Sir Clara Crockett từ ngôi sao truyền hình người Ireland trở thành nữ tu. cả hoặc là không? Đó là tựa đề của bộ phim tài liệu do các nữ tu dòng thực hiện. Thuộc lại cuộc đời của Sir Clara Crockett, một nữ tu người Ireland, qua đời trong trận động đất xảy ra tại Ecuador vào năm 2016, khi Sơ mới 33 tuổi. Khi còn nhỏ, Sơ Clara Crockett đã mơ ước trở thành một ngôi sao truyền hình. Giờ đây, ước mong của Sơ được thực hiện, nhưng theo cách thức mà chú quan phòng dành cho cuộc đời sơ. Với tài năng thiên phú về nghệ thuật, sở hữu một giọng nói rất hay, có một dáng vẻ hấp dẫn thu hút và một nụ cười đáng yêu, Lara đã có thể nổi tiếng thế giới về lĩnh vực truyền hình. Nhưng Lara đã chọn con đường tu trì, gia nhập dòng các nữ tỳ nhà của mẹ, năm 18 tuổi, và chọn tên dòng Lara Đức Mẹ Chú Ba Ngôi và Mẫu Tâm. Đó là một nữ tu rất giàu lòng quảng đại, với một tinh thần cảm thông đặc biệt và một đặc sủng hiếm hoi trong việc chăm sóc các trẻ em và người trẻ. Trong bản tấm tắc ơn gọi, Sơ Clara kể, Tôi sinh ra trong một gia đình công giáo từ một phần nhỏ của thế giới có tên là Derry, ở miền Bắc Ireland. Khi còn nhỏ, Derry là nơi mà các từ công giáo và tinh lành chỉ có ý nghĩa chính trị Sinh ra trong một gia đình Công giáo không có nghĩa là cần thiết phải đi tham dự thánh lễ hay được giáo dục theo đức tin Công giáo. Các tín hữu Công giáo đã muốn một nước Ireland thống nhất và họ đã sát hại các tín hữu tinh lành. Các tín hữu tinh lành thì không muốn Ireland thống nhất nên đã giết các tín hữu Công giáo. Đối với tôi, Công giáo nghĩa là như thế. Thiên Chúa không muốn có vai trò nào trong cuộc sống của tôi. Trong một xã hội mà sự thù ghét thắng thế thì không có chỗ cho thiên chúa. Từ khi còn nhỏ, tôi đã muốn trở thành một minh tinh. Năm 15 tuổi, tôi đã bước chân vào ngành kịch nghệ và có một ông bầu. Tôi đã là người giới thiệu một số chương trình truyền hình, viết một vài kịch bản, lòng tiếng cho nhiều vở kịch và đoạt giải thưởng và năm 18 tuổi, tôi đóng một vai phụ trong phim. Cô gái Lara là người thích tiệc tùng từ năm 16 đến năm 17 tuổi. Trong những ngày cuối tuần, cô thường uống rượu với các bạn. Sơ Lara ra kể, tôi đã tiêu tất cả tiền kiếm được vào rượu chè và thuốc lá. Một ngày kia, một người bạn hỏi tôi, Lara, bạn có muốn đi sang Tây Ban Nha miễn phí không? Một chuyến đi Tây Ban Nha không tốn tiền. Tôi nghĩ 10 ngày ăn chơi dưới ánh nắng ở Tây Ban Nha. Chắc chắn là tôi muốn đi rồi. Người bạn đó nói với tôi là tất cả những người tham dự sẽ gặp nhau vào tuần tới tại một ngôi nhà. Đến ngày hẹn, tôi đi đến ngôi nhà và tôi gặp các bạn của tôi ở đó. Tôi đi vào một căn phòng có những người ở độ tuổi 40, 50 và tất cả họ đều có một tràng hạt trong tay. Tôi hỏi họ, "Các ông bà đi Tây Ban Nha phải không?" Và tôi hầu như hoảng sợ khi 3 giây sau Nghe tất cả họ đều hăng hái trả lời, "Chúng tôi đi hành hương." "Đúng vậy, thưa các bạn, chúng tôi đã đi hành hương 10 ngày. Tôi đã tìm cách rút lui, nhưng tên của tôi đã có trên vé và không có cách nào khác, tôi đành phải đi. Giờ đây tôi hiểu rằng đó là cách mà Đức mẹ dùng để mang tôi về nhà, về nhà của mẹ, về với con của mẹ. Cuộc hành hương được tổ chức trong Tùng Thánh tại một đan viện thuộc thế kỷ thứ 16. Đó chắc chắn không phải là điều tôi đã tưởng tượng khi nghĩ đến chuyến đi Tây Ban Nha. Chúng tôi đã gặp một nhóm có tên Nhà của Mẹ, và tôi đã muốn ở đó. Tuy nhiên, trong chuyến hành hương đó, Chúa đã ban cho tôi ơn nhìn thấy Ngài đã chịu chết trên thánh giá thế nào. Sau khi nhận được ơn gọi đó, tôi biết phải trao đổi. Nếu Ngài đã làm điều này vì tôi, tôi có thể làm điều gì đó cho Ngài. Trong một cuộc tĩnh tâm hoặc lúc người ta cảm nhận được tình yêu Chúa, thì dễ dàng thưa với Ngài, con sẽ làm tất cả những gì mà Chúa muốn con làm. Nhưng khi người ta đi xuống núi, thì không phải là dễ thực hiện điều này. Vài tháng sau đó, các nữ tu rủ tôi đi hành hương Italia với họ và những thiếu nữ khác. Tôi đã đi và dù cho thái độ hời hợt của tôi trong chuyến hành hương, Chúa đã nói với tôi rất rõ ràng. Ngài muốn tôi sống nghèo khó, thanh tịnh và vâng lời như các nữ tu. Tôi đã thưa với Chúa ngay lập tức rằng điều đó là không thể. Con không thể trở thành nữ tu. Con không thể thôi uống rượu, không hút thuốc, không tham dự tiệc tùng. Con không thể bỏ nghề nghiệp và gia đình của con. Nếu Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta làm điều gì đó cho Ngài, luôn ban cho chúng ta sức mạnh và ân sủng để thực hiện. Không có sự trợ giúp của Ngài, tôi không bao giờ có thể thực hiện điều mà tôi phải làm để đáp lại tiếng gọi của Chúa muốn tôi theo Ngài. Sau khi hiểu rằng Chúa đã gọi tôi, tôi đã nhận một ơn khác của Chúa khi tôi đang quay một bộ phim ở Anh. Tôi đã nhận ra rằng, ngay cả khi rõ ràng là tôi có tất cả thì trong thực tế là tôi không có gì cả. Sơ Clara nhớ lại rằng, mình thường ngồi trên giường ở phòng ngủ khách sạn và cảm thấy có một sự trống vắng khủng khiếp. Sơ kể, khi đó tôi đang đạt được tất cả những thứ mà tôi luôn mơ ước, nhưng tôi không hạnh phúc. Tôi biết rằng chỉ khi thực hiện điều Chúa muốn tôi làm thì tôi mới hạnh phúc thật sự. Chúa đã chỉ cho tôi thấy kiểu sống điên rồ của tôi, đã làm thương tổn thánh tâm ngài như thế nào tôi đã biết rằng tôi phải từ bỏ nó và theo ngài tôi đã biết rất rõ ràng rằng ngài yêu cầu tôi tính thác vào ngài đặt cuộc đời tôi trong tay ngài và có niềm tin giờ đây tôi hạnh phúc thánh hiến mình trong dòng các nữ tỳ nhà của mẹ chúa không ngừng đánh động tôi như chúa hoạt động trong các linh hồn như ngài có thể biến đổi hoàn toàn cuộc sống của một người và chiếm đoạt trái tim của họ tôi cảm ơn chúa đã kiên nhẫn và tiếp tục kiên nhẫn với tôi tôi không hỏi tại sao chúa chọn tôi tôi đơn giản chấp nhận rằng ngài đã làm điều đó tôi kệ dựa hoàn toàn vào ngài và vào đức trinh nữ maria và tôi xin các ngài ban cho tôi ơn trở thành như các ngài muốn trước khi kết thúc chương trình trong một đời sống tâm linh linh mục phan tấn thành xin trình bày về đề tài bản chất của ơn cao minh thưa quý vị chính giả, từ bài vừa qua, chúng tôi đã bắt đầu bàn về ơn cao minh, ơn huệ cao cấp nhất. Chúng tôi chỉ là cao minh, chỉ chính xác hơn là khôn ngoan. Và được định nghĩa như thế này, đó là tập quán siêu nhiên. Nhờ đó, chúng ta phán xét chính xác về những gì thuộc về Thiên Chúa sẽ theo nguyên nhân cao siêu nhất. Mà nhờ đó chúng ta cảm nghiệm ngọt ngào những thực tại đó dựa theo đạo lý của thánh tô mà ơn cao minh có những đặc trưng sau đây ơn cao minh được liên kết với đức mến khác với ơn minh luận và thâm hiểu liên kết với đức tin tuy nhiên đối tượng của ơn cao minh là các chân lý thuộc về thiên chúa vì thế nó nằm trong lĩnh vực tri thức hơn là trong lĩnh vực tâm tình và như vậy nó khác với ơn kính sợ và ơn hiếu thảo mà khác ơn cao minh không dừng lại ở cấp độ hiểu biết lý thuyết nhưng còn đưa tới cảm nghiệm kết hiệp với thiên chúa trong tiếng latin người ta diễn tả qua một cách truy nguyên của từ sapientia bởi động từ sapere có nghĩa là nếm hưởng thưởng thức nói một cách khác ơn cao minh giúp cho con người được hưởng một cảm nghiệm trực tiếp về thiên chúa sự hiểu biết này là một ân huệ không cho truy tầm học hỏi mà là do ơn thánh. Người cảm nghiệm như vậy thì hiểu biết về Thiên Chúa một cách trực tiếp, chứ không qua suy luận hoặc để nghe kể lại. Họ có thể nói như là Vịnh Gia, hãy nếm xem Chúa ngọt ngào biết mấy. Thánh Vịnh 34 câu 9 Họ ngây ngất với những khoa đặc thần linh. Chúng ta hãy nghe một vài vị thánh huyền bí kể lại cảm nghiệm của mình. Chẳng hạn Thánh Teresa Avila hay là Teresa Jesus. Thiên Chúa nhân lành đã muốn kết đi những cái vậy của con mắt. Ngõ hồi linh hồn có thể thấy và hiểu đôi chút về điều mà ơn chút thực hiện, tuy dù theo một cách lạ thức, cách thức lạ kỳ. Khi đã được đưa vào căn hộ này, linh hồn khám phá ra Thiên Chúa ba ngôi có một thị kiến của trí tuệ trong một đám cháy, giống như một đám mây sáng chói chiếu vào tinh thần của họ. Ba ngôi tỏ hiện như là ba vị khác biệt, nhưng linh hồn nhận được một đặc niệm để chị nhận biết cả ba vị đều là một bản thể duy nhất, một quyền lực duy nhất, một tri thức duy nhất, một thiên chúa duy nhất. Điều mà Đức tin dạy phải tin, thì giờ đây linh hồn thấy ra như tận mắt, tức là không phải là cặp mắt của thân xác, cũng chẳng phải là cặp mắt của linh hồn, bởi vì đây không phải là cái nhìn do tưởng tượng. Thế là ba ngôi thông đạt bệnh cho linh hồn, nói chuyện với linh hồn và cho linh hồn hiểu được những lời mà Chúa Giêsu nói trong phúc âm, đó là người và Chúa Cha và Thánh Linh sẽ đến ngự trong linh hồn yêu mến người và tuân giữ các giới rằng trời ơi, dưới cái nghe và tin những lời ấy với cái hiểu được chân lý theo cách thức vừa kể thật khác xa nhau một trời một vực và linh hồn càng ngày càng thêm ngạc nhiên bởi vì xem ra ba ngôi Thiên Chúa sẽ không bao giờ rời bỏ linh hồn nữa linh hồn thấy ba ngôi ngự trong thâm tâm của mình hay như kiểu vừa nói và cảm thấy các vị hội ngộ trong phần sâu xa nhất của mình như trong vực thẳm mà không biết dùng lời nào diễn tả nổi. Trong bản văn vừa mới trích dẫn, thật không dễ phân biệt được tác nào đã chất động nào của ơn cao minh với ơn thâm hiểu. Có lẽ Thánh Teresa Avila không bận tâm với tự cứ chính xác của thần học, cho nên xem ra coi cả hai đều là một. Tuy nhiên có lẽ trong đoạn thứ nhất, thấy và hiểu áp dụng cho ơn thâm hiểu. Các hạn từ thông đạt và hội ngộ trong đoạn thứ hai có thể áp dụng cho ơn cao minh. Thật vậy, không thể nào hiểu nổi sự thâm hiểu chiêm niệm nếu không có tình yêu. Còn cao minh phát sinh trực tiếp từ tình yêu. Đây là một sự hiểu biết của tình yêu và bởi tình yêu. Nhờ ơn cao minh, nghe thánh linh thực hiện cuộc kết nạp giữa việc biết Chúa và mến Chúa. Lý do so bởi vì ơn cao minh phát xuất để chúng cao sâu nhất, từ chúng vượt qua khả năng hiểu biết và ước muốn của chúng ta. Quả vậy, Thiên Chúa vừa đến cao sâu nhất, vừa đến thấm sâu nhất trong tâm hồn của chúng ta. Dĩ nhiên, chỉ linh hồn nào thuần trục với tác động của Chúa, thấm nhuận tinh thần của Chúa, thì mới có khả năng đạt tới tình thân mật say đắm này, có khả năng làm cho linh hồn được mãn nguồn. Và sự thân mật này đương nhiên hướng tới ba ngôi thiên chúa để Thánh Teresa Avila và Thánh Doan Thánh Giá đều khẳng định. Thánh Jose Maria Escriva giải thích như thế này. Linh hồn cần phải phân biệt và thở lại từng ngôi vị của Thiên Chúa. Đây là một sự khám phá đời sống siêu nhiên, tự như một em bé khi bắt đầu mở mắt chào đời được tiếp xúc với cuộc sống. Linh hồn đảm bảo âu yếm với Chúa Cha và với Chúa Con và với Thánh Linh. Linh hồn dễ dàng suy phục tác động của Thánh Linh và Ngài trao ban mình cách phong phú bởi những ân huệ và những đức thiên phú. Lời nói không thể nào diễn tả nổi. Trí tuệ an nghỉ. Linh hồn không dùng lý lẽ suy luận nữa mà chỉ ngắm nhìn. Linh hồn bật lên hát bài ca mới. Người hát cảm thấy mình được thiên chúa đoái đến yêu thương không ngơi. Ơn cao minh của Thánh Linh khác hẳn với cao minh tự nhiên để Thánh Teresa hài đồng giê -xu đã có lần viết. Đến mà lúc gọi trên chương thế đã còn hân hoan thốt lên lạy cha con tạ ơn cha vì đã giấu kín điều này khỏi những kẻ thông bên thường trí mà tỏ lộ cho những kẻ bé nhỏ. Thì, tất cả lòng thương xót của người đối với tôi. Bởi vì, người hạ mình xuống với tôi là kẻ yêu ớt và bé nhỏ, để bí mật dạy cho tôi những điều thuộc tình yêu của người. Giả như các nhà thông thái đã suốt đời miệt mại học hỏi có thể đến hỏi tôi, thì chắc là họ thất, 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 thất kinh khi thấy một cô bé 14 tuổi mà đã biết được những bí nghiệp của sự trọn lành, những bí nhiệm họ không tài nào khám phá những kiến thức của mình. Bởi vì chỉ những người nghèo khó theo thần khí mới có thể thủ đắc các điều bí nhiệm ấy. Cô bé khiêm tốn Teresa đã nhận được ơn cao minh và nay được tuyên phong làm tiến sĩ của hội thánh. Ơn cao minh cho con người được tham dự vào chiến sự cao minh của Chúa và qua đó tham dự tất cả các ưu phẩm của Ngài. Như vậy, trong thần khí cao minh, Thành nhân sẽ gặp lại tất cả nội dung của hành trình siêu nhiên đã trải qua từ đầu cho tới bây giờ. Trên phút John Rushbrook có nghĩa như thế này. Nhờ ân huệ thứ bảy, thần khí cao minh xâm nhập vào linh hồn, mang lại sự thông tuệ và ngon ngọt thiêng liêng. Hơn cao minh là nền tảng và nguồn gốc của tất cả một ân huệ và nhân đức. Nhờ ân huệ này, mỗi người thưởng thức sự ngon ngọt của những cố gắng suốt đời và tình thương của Chúa đã ban. Ân huệ này là môi giới thắm thiết nhất giữa Thiên Chúa với con người, giữa nghỉ ngơi và hoạt động, giữa thời gian và vĩnh cửu. Nhưng do dự vào thời đầu của đời sống trọn lành đã bị tống xa như sự tuôn đổ các ân huệ thánh linh. Ôn lại cái hành trình đó, Thánh Bernardino ca ngợi hoa trái của cao minh như thế này. Hồi đó, linh hồn còn ướt ái vì chạy mạng, bị lường gạt chạy theo những thói tặc mà xấu xa, bị buộc trói bởi những dục tình, bị nhốt trong những nếp xấu, bị thương tích vì những tội lỗi. Thế nhưng, nhờ cuộc toàn thắng của ân cao minh, ân kính sợ đánh thức linh hồn, ân sự hiếu vỗ về, Ông minh luận mở mắt cho thấy tình trạng điêu tả, ân hùng mạnh vượt linh hồn chối dậy, ơn chỉ giáo cửa dây buộc trói, ơn thâm hiểu lôi ra khỏi tù ngục, ơn cao minh dọn tiệc cho linh hồn được bổ dưỡng và thưởng thức những lương thực quý vị. Nhờ ân huệ này, linh hồn được thông phần và sự cao minh và tình yêu của Chúa và được biến tội hoàn toàn từ nhận thức sự khốn nạn của mình đến làm yêu mến Chúa đến lời kính cầu nguyện ngoại miệng tới sự chiêm ngắm từ chỗ tách nhận và biết tích đến chỗ đồng lao cộng tác với Chúa Kitô trong một cuộc đối thoại với Thánh Đức Catarina Siena về biết tích thánh thể Chúa Cha đã dạy như thế này Cha chính là cái dưỡng và cái bản cho họ nghĩa là những người chọn lại món ăn là ngôi lời dịu hiền đầy tình thương của cha. Bởi vậy, chính trong ngôi lời vinh hiển mà họ thật sự được thưởng thức lương thực mà ngôi lời đã muốn ban cho họ. Chính Ngài trở nên của ăn nuôi họ thì tòa máu của Ngài vừa là Thiên Chúa và là người thật. Thức ăn này, các con sẽ nhận được nơi nhiệm tích bàn thờ. Cha đập lên bí tích này và đồng nhân hậu của cha đã ban cho các con trong thời gian các con là những đứa khách. Ngôi hầu các con không ngã quỵ trên đường về kiệt sức và các con không đến mất kỷ niệm của máu thánh đã đổ ra về các con với một tình thương đồng nhiệt sự ấy để bồi dưỡng các con và mang lại niềm vui cho các con trên đường đời thánh linh là tình yêu của cha đã làm người giúp bàn dọn cho các con các ân huệ và ân sủng đi lui đi tới thông được những ước nguyện đồng nàng của con trái cha rồi mang lại phần thưởng dành cho các hy sinh của họ nhận đức ái của cha mà cách làm cho linh hồn họ hưởng đến và thưởng thức sự ngọt ngào tình yêu của cha như vậy cha là bản địa con cha đã thức ăn người xuất bản là thánh linh đứng phán xuất từ cha và con trong bài tới chúng ta sẽ tìm hiểu sự cần thiết về những công hiệu của ơn cao minh chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt toàn ban việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới laudetur jesus christus ngợi khen chúa giêsu kitô